Ngày 25 tháng 8, đại diện tàu sát 412 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực 2 tại Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định bàn giao, đưa một ngư dân bị đột quỵ khi đánh bắt trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa vào bờ an toàn. Trước đó, tàu cá QNA-91996TS do ông Trần Quang ở Quảng Nam làm thuyền trưởng, cùng với 24 thuyền viên đang hành nghề câu mực ở vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, thì thuyền viên Phạm Văn Liễu, 46 tuổi, trú tại Núi Thành, Quảng Nam, bất ngờ bị liệt nửa người, ăn và nói rất khó. Ngay lập tức, thuyền trưởng Quang điện báo khẩn cấp về bờ để nhờ lực lượng cứu hộ kịp thời hỗ trợ. Khoảng 12 giờ trưa ngày 25 tháng 8, tàu sát 412 đưa ngư dân Liễu vào khu vực cảng Hải đoàn 48, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đóng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại trạm bờ, lực lượng chức năng cùng quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định được bố trí sẵn, huy động xe cấp cứu, đưa ông Liễu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu điều trị. Chiều cùng ngày, bệnh nhân khá tỉnh táo, chưa có biểu hiện phát bệnh nặng.